Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, ngày 27 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân sẽ thăm chính thức Hàn Quốc trong 4 ngày, từ 30 tháng 6 đến mùng 3 tháng 7. Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk Su và phu nhân Choi Ah-yang. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của Việt Nam đến Hàn Quốc kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc gặp quan trọng với lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc, bao gồm Tổng thống Jun suk yeol và Thủ tướng Han Duk Su. Văn phòng Thủ tướng Han Duk Su nhấn mạnh trong thông báo về chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chuyến thăm dự kiến sẽ là cơ hội để tăng cường hơn nữa sự hợp tác chiến lược, thiết thực và cùng có lợi giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc phát triển hết sức năng động sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Kể từ đó đến nay, đã có 3 chuyến thăm của một tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Hàn Quốc vào tháng 4 năm 1995, tháng 11 năm 2007 và tháng 10 năm 2014. Chủ tịch nước cũng 3 lần thăm Hàn Quốc vào các năm 2001, 2011 và 2022. Chuyến đi sắp tới của Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh dấu chuyến thăm thứ 8 của một thủ tướng Việt Nam đến Hàn Quốc kể từ năm 1992. Cũng từ năm 1992, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã thăm Hàn Quốc 6 lần. Ở chiều ngược lại, Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam 10 lần, Thủ tướng nước này thăm 3 lần và Chủ tịch Quốc hội là 11 lần. Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng sẽ dành thời gian cho các hoạt động với tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc, qua đó lan tỏa thông điệp thúc đẩy doanh nghiệp nước này mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Giới doanh nghiệp Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đến chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đã có sự chuẩn bị cho các sự kiện có sự tham gia của ông. Đài KBS của Hàn Quốc cho biết, ngay trước khi Thủ tướng đến, nhiều doanh nghiệp đã tìm hiểu và nắm được thông tin về chuyến công du. Các nguồn tin của đài KBS trong giới doanh nghiệp Hàn Quốc cho biết, họ kỳ vọng vào diễn đàn doanh nghiệp Hàn Quốc Việt Nam vào ngày 1 tháng 7 ở Seoul vì có Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều quan chức doanh nghiệp Việt Nam tham dự. Phía Hàn Quốc dự kiến có hơn 300 người tham dự, trong đó có Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên An Duk Giun, lãnh đạo các tập đoàn lớn như Samsung, SK, Hyundai, LG, Posco. Hiện Việt Nam là một trong ba đối tác thương mại lớn của Hàn Quốc. Tính đến tháng 4 năm 2024, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với lũy kế đạt 87 tỷ đô la Mỹ. Tính riêng trong 4 tháng đầu năm 2024, Hàn Quốc có 118 dự án cấp mới với vốn đăng ký cấp mới 856 triệu đô la Mỹ đứng thứ 3 trong tổng số 150 quốc gia vào vùng lãnh thổ có dự án cấp mới và tăng vốn tại Việt Nam sau Trung Quốc và Singapore. Sáng ngày 27 tháng 6 tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị thường niên của nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF Đại Liên và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc Trương Quốc Thành. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng và cảm ơn Phó Thủ tướng Trương Quốc Thành đã tham dự hội nghị hợp tác Việt Nam Trung Quốc về phát triển hạ tầng chiến lược giao thông và vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam Trung Quốc, thể hiện sự quan tâm rất lớn của chính phủ hai nước về hợp tác trong lĩnh vực này trong thời gian tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Trương Quốc Thành cho rằng hội nghị có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục triển khai cụ thể hóa nhận thức trung cấp cao các định hướng chỉ đạo chiến lược của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhất là tuyên bố chung việt nam trung quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược theo phương hướng sáu hơn Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong rất nhiều công việc cần làm để cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, tuyên bố Việt Nam Trung Quốc thì giao thông là lĩnh vực đột phá, khả thi và mang tính biểu tượng, có ý nghĩa quan trọng để kết nối chiến lược hai nền kinh tế, kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang, một vành đai của Việt Nam với sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc thủ tướng đề nghị trước mắt hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác triển khai ba tuyến đường sắt kết nối việt nam trung quốc lào cai hà nội hải phòng lạng sơn hà nội mong cái hạ long hải phòng thủ tướng phạm minh chính và phó thủ tướng trương quốc thanh nhất trí về ý nghĩa quan trọng của ba tuyến đường sắt nói trên giúp việt nam kết nối với trung á châu âu qua trung quốc và giúp trung quốc kết nối với asean qua việt nam trong đó tỉnh vân nam của trung quốc sẽ có đường ra biển gần hơn khi đi qua việt nam thủ tướng phạm minh chính đánh giá các tuyến đường sắt này sẽ góp phần giúp hai nước việt nam trung quốc núi liền núi sông liền sông giảm chi phí logistics giảm giá thành nâng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa thúc đẩy sản xuất kinh doanh tạo việc làm sinh kế cho người dân phát triển kinh tế xã hội nhất trí về ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Quốc Thanh về phát huy mạnh mẽ vai trò của các doanh nghiệp trong triển khai các dự án. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, điều quan trọng hai bên phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm. Đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào rất điểm việc đó. Thủ tướng đề nghị phía Trung Quốc tập trung hỗ trợ Việt Nam trong ba nội dung chính trong lĩnh vực đường sắt gồm nghiên cứu chuyển giao công nghệ, nguồn vốn đãi đào tạo nhân lực hai bên cùng rút kinh nghiệm từ các dự án trước đây để điều chỉnh làm tốt hơn trong các kế hoạch dự án hợp tác sắp tới phó thủ tướng trương quốc thanh bày tỏ ấn tượng đánh giá cao nội dung phát biểu của thủ tướng phạm minh chính tại hội nghị wef đại liên nhất trí cao với các ý kiến tầm nhìn sự quan tâm của thủ tướng phạm minh chính đối với việc kết nối kinh tế kết nối giao thông giữa hai nước việt nam trung quốc trong đó lĩnh vực đường sắt là một ưu tiên nhất là sớm thúc đẩy triển khai ba dự án đường sắt mà thủ tướng đã đề cập phó thủ tướng cho biết hội nghị về hợp tác phát triển hạ tầng chiến lược giao thông lần này thu hút sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp trung quốc và các doanh nghiệp trung quốc sẽ tích cực tham gia triển khai các dự án kết nối giao thông chiến lược giữa hai nước nhất là vai trò quan trọng của các doanh nghiệp nhà nước phó thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương cơ quan giữa hai nước nhất là hai cơ quan quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai các dự án theo định hướng chỉ đạo của lãnh đạo hai nước Nhân dịp này, qua Phó Thủ tướng Trương Quốc Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng Lý Cường vì sự đón tiếp nồng hậu, tình cảm và hợp tác hiệu quả dành cho đoàn Việt Nam trong chuyến công tác dự FES và làm việc tại Trung Quốc lần này. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của diễn đàn kinh tế thế giới WEF tổ chức tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 24 đến 27 tháng 6. Chuyến đi diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành WEF Klaus Schwab. Chuyến thăm thứ ba tới Trung Quốc trong một năm qua. Theo trang web của WEF, sự kiện năm nay ở Đại Liên sẽ quy tụ hơn 1.500 nhà lãnh đạo cấp cao từ các nước, các tổ chức quốc tế, doanh nhân, học giả khắp thế giới. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận quanh 6 chủ đề, trong đó có kinh tế toàn cầu, doanh nghiệp trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, các ngành công nghiệp, đầu tư và con người. Dự kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc toàn thể ngày 25 tháng 6. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Tổng thống Ba Lan Andrei Duda và Chủ tịch điều hành WEF Klaus Schwab cũng sẽ phát biểu trong cùng phiên khai mạc. Trang web của WEF cho biết thêm. Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ ba của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong vòng một năm qua. Năm ngoái, cũng vào tháng 6, người đứng đầu chính phủ đã có chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên trên cương vị mới và dự VKEF Thiên Tân. 3 tháng sau, vào tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, dự hỗ trợ Trung Quốc, ASEAN, CA expo và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc, ASEAN, cabis 2023. Chuyến đi của Thủ tướng Phạm Minh Chính lần này diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Trung Quốc đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ hai nước thời gian qua chứng kiến nhiều phát triển tích cực, trong đó có chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 10 năm 2022 và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 12 năm 2023. Lan tỏa thông điệp của Việt Nam đến thế giới. VWF là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động theo hình thức hợp tác công tư, được giáo sư Klaus Schwab thành lập năm 1971 với trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. WEF hiện có khoảng 700 đối tác là lãnh đạo của các tập đoàn hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực khác nhau. Sự kiện quan trọng nhất của WEF là hội nghị thường niên được tổ chức vào tháng 1 hàng năm tại Davos của Thụy Sĩ. Bên cạnh đó là các diễn đàn khu vực như hội nghị WEF Thiên Tân hoặc Đại Liên Trung Quốc, hội nghị WEF ASEAN các sự kiện của VKEF thu hút sự tham gia của các nhà lãnh đạo chính trị, kinh doanh, văn hóa xã hội, nghiên cứu học thuật hàng đầu thế giới để định hình các chương trình nghị sự ở cấp độ khu vực và toàn cầu. Từ khi Việt Nam và VKEF thiết lập quan hệ năm 1989, hợp tác giữa Việt Nam và VKEF được lãnh đạo hai bên quan tâm thúc đẩy phát triển trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam đã 5 lần tham dự hội nghị thường niên WEF Davos ở cấp Thủ tướng vào các năm 2007, 2010, 2017, 2019 và 2024. Các năm khác thường tham dự ở cấp Phó Thủ tướng. Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị WEF ở Đại Liên lần này cho thấy sự coi trọng của Việt Nam đối với WEF đồng thời đây cũng là cơ hội việt nam nêu thông điệp đóng góp quan điểm và kinh nghiệm cho các vấn đề kinh tế toàn cầu